Không biết giờ này ai được qua nhà giờ này không biết. Ô, chị Hoa đây à? Ừ, chị đây. Đi đâu sao hôm nay nét thế? Chồng cái gì gái 18 đôi 10 nhỉ? Chị thì lúc nào cũng chả mét em. Và chị già rồi em cứ khen mà chị thích thôi. Thế thì hôm nay đi đâu để em mặc thế này? Em cuối năm rồi, em sẽ quay đường xem. Người ta tất bật thì mua sắm kìa. Mà em biết đấy, nhà chị bận lắm. Mà này có thằng cháu đi tu nữa. Cứ gần đến cuối năm, nhà trường lại tổ chức gặp mặt gia đình chủ viện. Mà đã mai lại tổ chức sớm. Tức là chị không sáng giờ sớm thì biết bộ này được chưa? À, ý này tóm lại chị sang em rồi xem là bộ này có hợp không thì quay cho em một khoảng ra. Được chưa? Mà nó nét nữa nhỉ? Mà cái chị vừa nói cũng là gì nhỉ? Ngày gặp bác gia đình chủ viện ấy em. À, cái thứ ngày đấy tổ chức một ngày không nhiêu? À, ngày gặp bác gia đình chủ viện thì thường thường tổ chức vào ngày 24 tháng 1 ngày Thánh Phao Đông Tông Đồ trở lại đi em. Và năm nay rất sớm các cha tổ chức vào ngày 9 tháng 1 cần đặt qua hình chị bật nát. Ừ, nhưng mà cái ngày đấy hình như là chỉ dành cho mấy bà cố ấy sao? Đà cố gì em? Ngày đấy đà cố có, ân nhân cũng có. Mà ai muốn tham dự đến cũng được hết em ạ. Hay hay là em có đi được không? Ừ, em đi được. Mà em sẽ em đang là bà cố đâu. Chị là bà cố thì chị là ân nhân. Chị nói có hề để mà em bán cái đàn lợn của nhà em ân nhân và chủ quyền. Em để đi cái chị. Em bán cái đàn lợn đi làm lại ân nhân của mình. Ý mà chị thấy tuấn thì em cũng lớn rồi đấy, sao em không làm đơn nó cho nó tham dự tu sinh rồi học xong lớp 12 rồi cho đi tu luôn. Những ngày gặp mặt gia đình chủ viện như vậy chị em mình đi xuống đấy em trẻ rồi em gọi em chị cố em thích cảnh bằng nghe chị nói có vẻ tích ta vậy nhưng mà để ba em về em nói với thằng tuấn em á chứ nó quyết định cho em có quyết định đâu. Em phải hướng dẫn nó nhiều lắm nhé. Mà thôi, chưa rồi chị vào nhà em ngồi cơm với mẹ con em luôn. Ôi, giờ chị phải về sắm cho anh bộ, sắm cho anh chồng bộ đã đẹp đẹp còn đi chứ. Nhìn chị phơi phơi phơi, vậy đi xuống mà anh chồng nó có khổ người ta cười chồng. Được. Thôi, cảm ơn em nhé. Cảm ơn em. Thôi, em cũng vào bảo thông cư với thằng con nhà em về ăn cơm. Em chờ chị nhé. Thế, yên tâm không chứ? Khiến quá. Con chào mẹ, con mới đi học về. Ừ, mỗi nào mẹ tốt. Vào, tất cả sách vở ra rồi em đưa cho con. Dạ vâng, con cho mẹ hai cái ghế ra đây. Tính đi tù dọc đôi luôn không? Để tôi còn biết nối đôi lợn.
mà hay là mày đi tu làm trai cho mày xem, mẹ à mẹ cầu nguyện cho mày đấy. Còn chắc gì là tôi mẹ, con nghe thấy các bà cô bảo đi tu khó lắm, vừa vất vả lại mệt, còn sợ không tu được khi bỏ về thằng xóm họ cười như vậy nhỉ? Ôi giời, con không cần quan tâm đến chuyện đấy, đó là ước vọng của con mà. Nhưng quan trọng là con có thể đi tu hay không đấy. Con vẫn đang phân vân mẹ. Hôm bữa cha xứ gửi vợ, con thấy rất đánh động và hấp dẫn. Con cũng muốn đi tu ngay lúc đấy, mà ngài còn nói ngài sẽ hướng dẫn và giúp đỡ con nếu con đi tu mẹ. Ừ, vậy là được rồi. Để ngày mai mẹ dẫn mày vào gặp cha xứ xem sao. Tốt, ăn cơm đi rồi vào nghỉ ngơi chiều con đi học. Dạ vâng ạ. Và nghỉ ngơi đi con. Nhưng mà ông Tuấn có định đi tu thật không? Con cũng muốn lắm chứ. Thôi được rồi, vậy thì ngày mai con dọn đồ và lại ở đây muôn với cha. Cha hướng dẫn sẽ thêm cho. Cha nói cho con nghe, ngày trước ấy, lúc mà cha muốn đi tu, họ hàng họ cũng trêu cha là muốn ngủ ngon thì đừng có lấy vợ, muốn không nợ thì đừng có yêu, muốn cao siêu thì đừng có giải gái, mà muốn thoải mái thì chỉ đi tu thôi con ạ. Dạ, có thân cha. Thì cũng là cho đi tu với con đây mà. Nhưng mà để tu nó cũng gian nào vất vả lắm con. Quan trọng là con phải cố gắng, rồi là cũng phải cộng tác ơn Chúa nữa đấy. Dạ, con cảm ơn cha. Xin cha hướng dẫn con thêm ạ. Được rồi, không sao đâu con, đừng lo lắng quá nhé. À, mà con có quên con có để chuối để đưa cha. Chuối to thế. Nói thật với hai mẹ con, cảnh trước tôi và những nhà sư hâm mộ cha cố lâu lâu, người ta biếu chuối to lắm. Thôi cảm ơn hai mẹ con nhiều nhá. Dạ vâng ạ, chúng con cảm ơn cha, chúng con xin phép cha chúng con về ạ. Vâng, vậy thì chào hai mẹ con, hai mẹ con xin về nhá. Dạ,
chào hai mẹ con. Từ ngày được ở trong nhà xứ, một môi trường thuận tiện giúp cho việc học tập rèn luyện, và nhất là với sự giúp đỡ và hướng dẫn của cha xứ, Tuấn ngày càng ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và được bạn bè, thầy cô và làng xóm quý mến. Và rồi bước ngoặt quan trọng của đời Tuấn cũng đã đến. Tuấn này, cha thấy vậy là con ở đây cũng đã khá lâu rồi. Rồi thì con cũng chuẩn bị tốt nghiệp nữa. Cha nghĩ cũng đã đến lúc con đưa ra quyết định cho tương lai của mình rồi. Thế con đã có dự định gì chưa? Con cũng thấy mong muốn với cha. Bây giờ con không biết phải chọn lựa thế nào. Con có nên theo đuổi ước mơ tu trì hay là lập nghiệp rồi lập gia đình với cha? Xin cha hướng dẫn con thêm. Chuyện này con phải suy nghĩ cho thật kỹ con ạ. Bởi vì dù là đi tu hay là lập gia đình thì cuộc sống cũng đầy gian nao vất vả. Quan trọng là con phải tìm được thánh ý Chúa cũng như là cố gắng và nỗ lực không ngừng con ạ. Cố gắng lên con cha tin con làm được. Dạ vâng, xin cha. Ok. Ồ, đã đến giờ cơm rồi đấy. Thôi con vào nhà cơm trước, dọn cơm rồi cho con mình ngon nhé. Dạ vâng, con xin phép mình chưa được. Sáng nay đại giám thị có thì ngắn quá. Ta quay xuống lướt một đứa một không đạt được đại. Đi đến mà cãi. Mà không sao, gian khó không làm khó được tao đây. Đi mặc bà tức tử vận mà trông ngớt nhỉ. Thôi bỏ đi mày ơi. Mà kết quả của mày đâu rồi? Cho ta xem nào. Ôi, chắc cũng thừa điểm vỡ thôi. Ra ba là cái môn điểm không so gì so bên Tây đấy. Ai chà, cũng ghê phết nhỉ. Chuyện anh mà lại. Mà không biết thằng Tuấn nó về chưa nhỉ? Tuấn, đi nhanh lên cho vui. Mất rồi. Chúng mày nói tao có chuyện gì ấy? Gì mày chấm không thấy bạn ơi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, khó khăn chưa biết vượt qua bạn. Chú cho em ơi, thằng này toán chín với 10 điểm thế này, đúng là bạn của mình, bạn tuyệt vời đấy. Đâu ra xem nào. Alo, thằng này còn muốn đi du học nữa chứ. Mình với đứa bạn mai cháy thật. Mai mà mẹ tao không nhìn thấy bảng điểm này, mà sao mà mày buồn quá vậy? Thì chính vì chuyện điểm số này nên tao mới đang đau đầu ở đây. Bữa chắc xứ vẫn mở và chia sẻ cho tao con đường đi tu sau khi tốt nghiệp ý. Mà ông bà bố ở nhà muốn tao đi tu. Bây giờ tao không biết có nên chọn đường đi tu nữa không mày ạ? Cái gì? Tu? Ghét chết nhỉ? Mà không biết tao nghe nhầm không mày? Hôm mày từ sờ vào cha nó xong còn nóng không? Nóng mày ạ, chắc phải 40 độ. Thế mà đem lên bệnh viện đi. Mày nghĩ sao mày tu ạ? Nhìn mà tao uy tín rồi. Thôi đi mày ơi, mày học vừa giỏi, nhìn lại con dai thế này cơ mà. Hơn nữa, sau suốt du học nhất sư phạm, ưa có công ty trả lời mày làm việc. Tương lai thì sáng ngời, đường đời trói lòi lòi, đi tu phí quá bạn ạ. Thầu nói chí cả đấy, là một thằng đàn ông đã khuyên mày chân thành này, đừng đi tu. Đi tu lãng phí tuổi trẻ. Đi tu không vợ con, không nhà cửa gì, mà còn nắm bắt gối nữa. Mày nghĩ thử xem,
rét mướt thế này mà có cái chăn 57 độ. Phê hết trình. Còn đi tu thì quên đi bạn ơi. Tao thấy thằng làm nó đúng đấy. Mày đi làm kiếm được tiền để làm gì? Làm cái gì? Để làm gì? Để sau này mày về phụng dưỡng cha mẹ. Chứ đi tu đi biệt biệt thì sao? Bà tao nói thật, mẹ mày có đâu có khỏe mắn gì. Nhiều khi ở nhà bệnh tật đau ốm, luôn mong ngóng chờ đợi con về để chở mẹ đi mua thuốc mua thang đi bệnh viện. Nuôi mày bằng đấy tuổi đầu rồi, để sau này mày là chỗ dựa, là cột trụ khi mẹ về già. Mày có hiểu không? Có hiểu không? Thôi, nói nhiều đau nhiều, nói ít đau ít, không tu tác gì hết. Mày ở nhà anh em còn được bữa ba ba bữa nhạch bữa cháo còn nhậu chứ, đúng không ạ? Đúng ạ. Mày nhá, ấy sức quên, tao thấy con Yến nó thích mày cả đấy. Tuy nó hơi xấu nhưng mà được cái kết cấu nó hoàn chỉnh mà còn đảm đang nữa. Vấn đề chúng mày hẹn hò với nhau một thời gian rồi, mày định bỏ nó sao? Thôi chúng mày đừng nói, tao tưởng chúng mày thì tao có chứ. Chúng mày tao có gì rồi, thôi chúng mày đi xin. Phải suy nghĩ kỹ nha, bọn tao đi trước tao đang. Nhớ lời chúng tao là đấy nha. Thời thế thế thời, thời đại ta nó còn đi tù. Thằng này, thằng. Goodbye. Hãy theo thầy. Thời gian thấm thoát trôi, thoáng cái mà đã 5 năm kể từ ngày Tuấn được nhận theo học tại trường Nguyễn mà cô vẫn hằng mơ ước. Ước mơ trở thành một linh mục vẫn đang lớn dần nơi Tuấn và ngày càng tốt đẹp. Tuy nhiên, khó khăn vẫn luôn trở sẵn trên con đường dân quý. Wow, không khí Tết hôm nay thật tuyệt vời. Chúc bạn đánh giá quyết liệt. Sáng sớm hôm nay không biết bước chân là ra đường trước là sau đen ấy nhỉ? Lần sau anh đi đứng được cẩn thận rồi chị. Mắt để trang trí à? Hỏng hết hàng hóa đi tại. Từ lúc anh đi Việt Nam tới giờ, có đến liên lạc với em, anh có biết em nhớ anh đúng không? Trời, tôi vẫn khỏe. Anh ấy vừa mới nghe được. Sao anh nỡ? Thôi, hẹn về với em đi. Anh quên mất là gia đình em, nhà mặt phố, bố nào to. Anh mà thấy em á, thì con đường tương lai của anh á
sẽ sáng tạo những cái đẹp hai cái kìa. Anh đi tu vì trong khổ, suốt ngày kim cơ kẹt mệt lắm anh ạ. Em thấy không hợp với anh đâu, em về anh đi. Thầy Tuấn ơi! Thầy Tuấn đâu rồi? Thầy Tuấn ơi! Alo, con Tuấn, nghe đây ạ. Con Tuấn à? Con Tuấn
Thời gian cứ thế trôi. Sau những năm tháng tu học, cuối cùng Tuấn cũng hoàn thành chương trình trên chủng viện và bước vào năm xuất xứ cuối cùng. Vậy thì con còn việc, con xin phép bà cố, con xin phép thầy để con vào trong kia làm ít việc. Mà trưa nay bà cố nhớ ở lại ăn cơm với chúng con. Hôm nay chúng con có món đặc biệt dành cho bà cố đấy, bà cố nhớ ở lại chúng con nhé. Cảm ơn con. Vậy con xin phép bà cố, con xin phép thầy. Vào đây vào chuẩn bị đi nhá. Mẹ ngồi đây. Con hết lòng cảm tạ vì những hồng ân Chúa đã dành cho con. Xin ban cho con yêu Chúa nhiều hơn để con được quyết bước theo Ngài đến hết cuộc đời.